Hello, xin chào anh em. Hôm nay bên mình mới về một bộ trống Medley DD60. Trống này thì 4 mặt mát nhé, dành cho quạt nhỏ nào máy tập. Đó, trống này thì rất là gọn và có màn hình nha. Nó có rất là nhiều cái hay cho chúng ta. Ví dụ như nó có những cái nhạc mẫu và nó hiển thị cho chúng ta đánh theo này. Đó. Có những cái nhạc mẫu như vậy, chúng ta có thể quay những cái băng tiếng ở đây, rất là nhiều băng tiếng nha, và chúng ta cũng có thể setup đổi những mặt pad này theo ý muốn của chúng ta. Rất là dễ sử dụng, này dành cho những cái bạn nhỏ mình học thôi. Đó. Được giá rất là rẻ, chỉ hơn 1 triệu thôi nha mọi người. Bên mình bán cái trống hơn 1 triệu thôi. Anh em mua thì liên hệ sớm bên nhà cục Xuân Thăng nha. Rồi, xin chào anh em.